Thì cho nên con thấy ở Bắc Cali năm 2015 là lúc đó nóng thiệt nóng, tại nó bị hạn hán 7 năm rồi, nóng lên tới cả trăm mấy độ rồi. Bây giờ những nhà thiên văn của San Francisco là nói sẽ có trận động đất, ở trên cũng báo cho họ biết là có động đất sẽ hủy cái thành phố San Fran của năm đó luôn á. Cái hụ nghe hụ quảng hồn, cái hụ khóc lên. Thường cha có cái điện Ngọc Hoàng trên đỉnh núi Thiên Long Sơn, cái hụ vô hụ ngồi, cái hụ sinh con cái gì cũng sinh hết, nghiệp chúng sanh gì con cũng sinh hết, sinh là trễ cơ bằng. Thì hụ sinh thì hụ có lý do sinh, con lớn đây đất tạm bợ, anh em bà con bạn bè cũng lớn lên đây, con không có nở nhìn cái thành phố Silicon Valley này nó đổ nát. Cái sinh cái lúc đó mấy vị hộ pháp cũng nhức đầu lắm, cái nói cuối cùng cái ở trên approve được để sai Hoàng Long xuống để mà giải cái nạn này. Ở trên nói câu gì sai Hoàng Long tức là rồng rồng vàng xuống, thì mình mới biết được á, là rồng vàng ra lệnh những con rồng ở dưới lòng đất á, đừng có nhúc nhích nữa, mày nằm im, tại nó bị phạt. Những cái con vật giống như nước Nhật nó nằm trên lưng con rùa khổng lồ, Đài Loan cũng vậy nha, mà nó bị những cái thời đại mấy tỷ năm gì trước á, đúng bao nhiêu nghìn năm á, nó được thả ra là cái thời này là cha xác tội hết tất cả những ai làm tội. Thì con rồng nó phải nhúc nhích, tại vì nó được thả ra nó phải đi. Hey, mày khoan ra đi nha, mày đi là nguyên cái thành phố này nó rớt. Thì Hoàng Long là người xuống để cứu thành phố San Fran. Thì tại vì sư phụ lớn lên ở đó mang ân nghĩa ở đó. Nhưng mà thời gian là nó cũng phải xảy ra phải không? Dĩ nhiên sư phụ về Việt Nam là nó sập liền đó. Con tử tạm thời đó mà, chứ đâu phải là sư phụ sinh permanent đâu.